làm tròn. Câu này mình nghe quen nè, đúng không mọi người? Nhưng thật chắc trái đất mình thành gì? Hình cầu. Mà hình cầu thấy hình tròn không? Không biết, đúng không? Vậy chứng minh hình cầu không tròn. Được chưa? Đó là giải thích mô tả. Rồi, giảng ra là giả thuyết về giải thích một sự vật hiện tượng xem nó đúng hay sai. Đó là tìm ra một cái nguyên nhân. Nhưng đối với cái hướng dẫn học sinh thi cái nghiên cứu học thì chúng ta nằm ở dấu thứ ba là giả thuyết về giải pháp. Đó là gì? Một phương án giả định đưa ra tạm thời các nhận đúng và chúng ta sẽ chứng minh bằng thiết bị máy móc hay là những cái phương án tác động thực nghiệm, đúng không? Thí dụ mình nói trả lại vấn đề nghiện Facebook đi, bây giờ có cách nào chứng minh để cải tiến cái người trẻ bớt nghiện Facebook không? Giờ bốn bạn nhỏ này thầy phát cho 4 cái điện thoại, được không? Cuối buổi nhớ trả nha, phát mà trong đó là có mở luôn phim Netflix rồi Maya rồi hai múi gì đầy đủ nha. Mỗi một phút bắt đầu là nó có cái notification, nó là cái thông báo tun rồi phim hai múi nha, rồi phim Maya nha, phim Mai gì đó. Thầy yêu cầu các bạn thì tập trung nghe thầy giảng, đứa nào cầm hỏi bóng vô là chết các triệu cài mã đọc trong đó, đúng không? Chắc chắn trong 3-4 ngày sẽ có 3 đứa làm điện thoại thà chết còn hơn, bỏ lỡ thông tin, đúng không? Và trong đó thầy có cho sử dụng điện thoại không? Có cái điều kiện để cho đội yên lặng, mà đôi lúc cũng sợ với ông bạn có tin mới được con kiện ủa gì đâu, đúng không? Vậy mình đưa ra thầy tác động không đó bằng cách là yêu cầu các bạn không được sử dụng điện thoại trong quá trình làm việc các bạn là thế. Và để chứng minh cuối cùng là gì? Những đứa mà nó không được sử dụng điện thoại khi nó làm việc với người khác, nó sẽ giảm được cái việc sử dụng mạng xã hội hay không? Thì sau quá trình nghiên cứu mình sẽ thức được bằng những con số của thầy. Dù trên 3 người trên 4 người trong 2 tiếng hồi làm gì với thầy không ai mở điện thoại có cái gì hết. Ok, mình lặp đi lặp lại cái hoạt động lên trong vòng 3 tháng 5 tháng cứ được là mình sẽ kết luận thành công, được không? Còn nếu như mà làm việc với thầy ông thầy giảng chán quá cứ ngồi cái việc qua lại rồi chia sẻ xe lên qua lại cũng phải đánh giá luôn. Vậy giả thiết đưa ra là sao? Chưa thành công, chưa phù hợp, chứ mình không bao giờ xác định là sai hay đúng theo cái luật. Một giả thiết là một câu hỏi tạm thời đúng trong cái thời điểm mình cho và mình đi chứng minh. Vậy mình chỉ kết luận là gì? Phù hợp hay không? Chứ giả thiết không có giả thiết sai, bởi vì bản thân nó chưa chắc đúng, được không? Và cái điều này chúng ta sẽ gặp một cái lỗi và chúng ta sẽ gán cho học trò mình, ép học trò phải làm cái gì? Nghiên cứu cái gì cũng được, cuối cùng tụi bay phải báo cáo là nó sẽ có sự tiến bộ hơn, hiệu quả hơn so với lúc chưa nghiên cứu. Không biết ai bị lỗi này không? Bởi vì sao? Ngay cả bây giờ mình đi dạy nè, đầu năm sẽ áp dụng học dụng cho con số chỉ tiêu cao các được, bây giờ mỗi một cuối năm mà báo cáo chỉ tiêu mình thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra thì sao ạ? Mình lên đường mình không hoàn thành nhiệm vụ thì đâu được đánh giá độ xuất sắc, thì bắt buộc là gì? Nhiều cái chiêu thức để số liệu từ bằng cách ra, đúng không? Tại vì em là không nghe chuyện chứ nhiều học đâu luôn, nói chuyện giỏi thiệt á, mà năm đó nghe năm học trò chưa tốt, tỷ lệ không bằng, cuối cùng là không hoàn thành 100% nhiệm vụ thì đâu được đánh giá xuất sắc, đặc biệt chỉ tiêu bộ môn. Nhưng mà lần nào nghiên cứu học thì phải vậy, tình huống đó giả định nó đúng, bây giờ đi chứng minh coi nó đúng, nó phù hợp không, chứ nó không bao giờ có cái trường hợp sai à, được chưa? Và khi mà thầy cô làm ra cái kết quả cùng giúp trò rồi thấy rằng chưa tác động được theo mục tiêu mình thì mình có thất bại không? Có không bại, tiếp tục cải. Và chúng ta nhớ là điều nào học bằng cái tiếng mình bị conceptory ổng nghiên cứu về hành vi con người do vấn đề giáo dục. Ổng mở cái trường ổng dạy từ lớp 1 cho tới lớp 12. Một đối tượng nghiên cứu ổng trải qua 12 năm ổng công bố kết quả. sinh ra cái vaccine penicillin mình thì cuối cùng là chết rồi người ta mới không nhận. Vậy vấn đề mình đưa ra là gì? Giả thiết tạm chấp nhận đúng trong thời điểm mình muốn quan sát và mình đi chứng minh xem nó đúng hay phù hợp, chứ không có giả thiết sau nữa. Được không? Và cách đặt giả thiết thì quý cô nhớ nha, sử dụng hai hình thức đặt, trong đó hình thức quen thuộc nhất là mệnh đề nguyên nhân tác động và dự đoán kết quả, hay mình gọi ngắn gọn là nếu thì. Đây là cách đặt giả thiết quen thuộc. Trong nếu có một cái môi trường vui chơi cho học sinh phổ thông sau giờ học thì các con nó sẽ giảm bớt những hành vi nguy hiểm. Vậy thì mình giả thiết đặt ra vậy rồi. Cuối tuần bữa đầu rảnh do sinh hoạt câu bộ đồng đội, có nhóm chơi đá banh, có nhóm uống chè, có nhóm đi bắt cược, đúng mà có nhóm đi gom tái chế chai nhựa bán số tiền không trả bằng sinh nghèo. Vậy các con sẽ có một môi trường lành mạnh, nó sinh hoạt thì nó bớt quấn game, nó bớt chữ lộn nhau, thì nó bớt hẹn nhau ra ngoài những khu vực chẳng gì đó, đúng mà. Vậy thì đó là cái cách mình đặt giả thiết theo nguyên nhân và kết quả tác động. Còn cách đặt giả thiết thứ hai mà tụi em sẽ không nêu vô đó gì, nhận định luôn bằng câu khẳng định. Máy bay công thức trừ sau sẽ tăng năng suất và giảm công lao động. Đó là cách đặt giả thiết ngắn gọn, khoa học và dễ hiểu. Tuy nhiên đối với các bạn nhỏ học trò thì chưa quen với việc mà biết thì chúng ta nên sử dụng theo cái mệnh đề nếu thì để giúp các con nó nhận dạng ra ai bế rồi nha. Đây, ở đây có một ví dụ về khoa học xã hội. Có ba dạng giả thiết mà mình để phân tích để mình xem cái cách sắp xếp từ và bảo từ, đổi từ như thế nào để trở thành một giả thiết mạnh. Ví dụ cái giả thiết nếu là chỉ số IQ hay là IQ đó của học sinh có liên quan tới thành tích học tập. Ở đây các bạn từ dùng đó là có liên quan. Như vậy thì cái giả thuyết này đúng trong thời điểm hiện tại, hấp dẫn, nhưng cái mệnh đề bất định đó gì? Có liên quan. Vậy liên quan bao nhiêu giữa thông minh và thành tích học tập thì chúng ta đi nhận xét. Nhưng mà đây là giả thuyết yếu dở. Vậy đổi là một vài từ để trở thành một giả thuyết tương đối càng tốt, đó là chỉ số IQ của học sinh có quan hệ tích cực. Mình thay cái từ có liên quan bằng quan hệ tích cực đến thành tích học tập. Như vậy thì mình đã bỏ qua những cái yếu tố khác, mình thấy những cái điểm nào trong IQ, ví dụ phản ứng nhanh, tư duy, logic, kinh doanh thì mình phân tích. Vậy quan hệ tích cực tức là theo một chiều hướng duy nhất, được không ạ? Tuy nhiên giả thiết này nó vẫn còn rất là mơ hồ. Vậy mình chuyển sang một giả thiết tốt nhất, giả thiết gọi là giả thiết mạnh đó, đó là thay đổi luôn cụm từ có quan hệ tích cực bằng có những ảnh hưởng tích cực thì nó sẽ trở thành một giả thuyết mạnh, và đọc vô sẽ loại ra những cái biến quan sát không phù hợp khác nha, và ảnh hưởng. Vậy thì IQ ảnh hưởng đó thích tập ở những nhân tố nào, mình chỉ tập trung phân tích nó mà thôi, bỏ qua những cái lạc nhặt linh tinh khác thì nó trở thành một giả thuyết rất mạnh, và khi mình đọc vào thì thấy là hấp dẫn và mình có nhu cầu chứng minh đó đúng sai. Biết là con đuối dữ chưa ạ? Đuối nha, gán chứ có được không? Dạ. Giống như về nhà nấu cơm quên bấm nút gì đó, đói không? Đói, chờ chút nữa được không? Chờ, chứ không chờ không ăn được. Món ăn hấp dẫn là khi chúng ta bớt sự thèm thuồng. Cố gắng ăn, tại vì nói về những cái này nó mệt lắm. Học trò với một số em, có thằng đi báo cáo lên Ngôn Trị, vì thầy và bên Thuận An có đồng ý, cô ra thầy cô giải lao không ăn thằng ai, nó chỉ ngay câu nào vậy? Mặt ai đấy mình dầm với nhau, hỏi sao vậy? Biết đầu quá, không có gì được. Cái khoa học là vậy, khi vô mình làm rồi á, hấp dẫn. Còn học lý thuyết thường là gì? Hôm qua nó nhỏ, tôi quá nó nhỏ đấy. Trời hôm nay mấy em bị hành hạ cả ngày rưỡi, hôm nay qua hôm nay buổi đó công nhận anh em muốn không thiệt. Nói dẫn hết thì bây giờ tới đối tượng để mình chọn hai cái phạm vi mình nghiên cứu là rộng hay hẹp, thì lúc này mình phải xác định cho rõ. Ví dụ ở đây mình tập trung vào hai cái chủ yếu là đối tượng và khách thể nghiên cứu, được chưa? Vậy cứ suy nghĩ một cách đơn giản, hai thằng này là trên một cái sự việc, nhưng mình muốn quan sát cái gì cho đến sự việc đó. Ví dụ bước tới một cái ngôi nhà, ví dụ anh Bảo mà lại đi là nhà anh Bảo nhậu đi, mà nhà mới xây đúng không, thì mình đến nhà anh Bảo là mình vô liền đúng không, vô nhậu liền đúng không, hay là đứng ngoài quan sát sơ bộ à, coi nhà máy máy không nha, hay nhà máy bình thường nha, có ổng gào không, có chó không. Vậy mình ngôi nhà mà mình đang nhận diện bên ngoài đó chứ là khách thể, tức là cái lên, được chưa? Rồi bây giờ là anh lại bắt đầu mình vô nè, mình quan sát cái phòng A, phòng B là mình biết nè. Vậy thì khi mình đã vào trong cái khu vực đó rồi thì mình sẽ chọn một cái mục tiêu, một cái sự việc để mình quan sát tiếp theo, thì đó chính là đối tượng nghiên cứu, được chưa? Và đối tượng chính là cái mình muốn vươn tới, cái phòng đó hay cái bàn làm việc đó, được chưa? Rồi ngoài ra ở một xã hội thì nó có thêm một cái khái niệm nữa mà chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều, đó là đối tượng khảo sát. Ví dụ nói tới học sinh phổ thông gì hết thì không thể nào nói tới 1.300 học sinh được, thời gian không nghiên cứu hết. Vậy mình sẽ quy ước lại số mẫu làm sao đảm bảo được cái tính đại diện, đó chính là đối tượng khảo sát. Ví dụ mỗi một khối của trường, khối 10 tôi lấy ra 50 em, khối 11 50 em, khối 12 50 em, tôi nghiên cứu đại diện cho 1.300 em trường tôi, đảm bảo 10% cái đối tượng nghiên cứu được, được không ạ? Và lúc này thì mình sẽ có những cái phương pháp để mình chọn đi nha. Vậy cái đối tượng là cái hướng tới, cái muốn tác động vào, còn cái khách thể là cái bao trùm xung quanh, để mình so sánh lại cái kết quả sau khi tác động đối tượng này mình có thay đổi hay không. Ở đây có một ví dụ để cô dễ nhận. Cái khách thể của nghiên cứu tức là cái việc muốn nghiên cứu đó là cái mức độ nghiêm trọng của tình hình xâm nhập mặn ở thành phố Vị Thanh mình. Mà chúng ta biết rồi, năm 2011 cũng là cái năm mà chúng ta đưa lên mức mà cảnh báo đỏ về xâm nhập mặn, và rất nhiều người bạn đã cho anh ăn, dù là nó ở xa biển hơn mình đó mà những cái vườn cây đặc biệt và sầu riêng của nó là mất cuộc đỏ, là như là đi hết trơn, biết bao nhiêu tiền của bỏ vô. Vậy cái khách thể mà muốn nghiên cứu là mức độ nghiêm trọng của tình hình xâm nhập mặn ở thành phố. Tuy nhiên thành phố Vị Thanh mình thì 9 xã phường, ở mỗi xã phường biết bao nhiêu số mắc khu vực nữa, thì chúng ta không thể nào nghiên cứu hết, và chúng ta sẽ làm hẹp lại của thành phố Vị Thanh mình bằng cách là gì? Chỉ nghiên cứu những cái xã phường có xâm nhập mặn mà thôi. Mà ở Vị Thanh thì có 3 điểm nóng, là thứ nhất là trên Vị Thanh An, thứ hai là Thanh Tiến, và Hòa Tiến, là 3 cái điểm nóng về xâm nhập mặn. Vậy mình chỉ tập trung 3 cái nặng nhất trong nghiên cứu, được chưa? Vậy thì tới đây rồi mình muốn đi khảo sát xong Thanh Tiến, Vị Thanh, Hòa Tiến đó, nặng như thế nào nặng dữ đâu, thì bây giờ mình sẽ thu hẹp nó lại một cách là mình đi khảo sát những cái địa điểm nặng nhất của từng xã phường đó, được không ạ? Có thể trong ấp đó, trong khu vực đó thôi, chứ không thể nào mà đi hết Vị Thanh, Hòa Tiến, Thanh Tiến đi cả 6 tháng chưa có lấy hết mẫu, được không ạ? Đây chính là cái cách để mình thu hẹp cái vấn đề nghiên cứu lại, mình thật sự là hẹp nhất để nó khả thi nhất để mình làm. Chúng ta nhớ đừng làm rộng quá, không đủ khả năng phân tích và công cụ phân tích không có, càng hẹp càng tốt. Một đề tài nghiên cứu chỉ cần đáp ứng một mục tiêu là đảm bảo, được chưa? Đây em xin giới thiệu sơ hai phần cuối, đó là về cái phương pháp nghiên cứu và cái kỹ thuật nghiên cứu. Cái này thì nó sẽ áp dụng nhiều cho bên học sau hành vi nhiều. Chúng ta nhớ mình sẽ phân biệt ra hai cái phương pháp và kỹ thuật. Cái phương pháp là cái tổng thể, mình sẽ làm phối hợp tất cả các công việc để mình đạt được cái kết quả, các mục tiêu ra. Còn kỹ thuật là trong từng cái công việc đó mình sẽ ứng dụng cái gì, giống như cái phương pháp dạy học và cái kỹ thuật dạy học thôi, đúng không? Đối với cái phương pháp thì chúng ta có chia ra hai nhóm là phương pháp lý thuyết và phương pháp thực nghiệm. Phương pháp lý thuyết thì nó dễ rồi ha, phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hay là mô hình hóa, hoặc là phân tích lịch sử, đúng không? Những cái này thì mình sẽ tra cứu các cái tài liệu, các cái chuyên đề, các cái công trình của các nhà khoa học để mình tổng hợp dữ liệu để nó làm luận cứ cho bản thân mình hay là cho vấn đề nghiên cứu. Tuy nhiên đối với phương pháp thực nghiệm thì chúng ta sẽ có thường ba nhóm, và đôi lúc chúng ta thấy nó quen nhưng mà nó lạ. Đầu tiên là quan sát và khảo sát. Cái thứ hai là quan trọng nhất của trong học xã hội là gì? Đó là nghiên cứu thực nghiệm. Đây à, vậy một cái giải pháp mình tác động mà nhớ giải pháp của nha là cái điểm danh học sinh gì đó không anh em? Vậy thì sau này khi mà giải pháp đó vừa là kỹ thuật, hệ thống chung kết hợp tinh học, nhưng cái thiết bị đó em có thể đánh giá và thành gì được không? Được không? Và nếu sau này học sinh nó đã quen rồi thì bằng nhắc nó, và đôi lúc đi rèn cho nó tính trung thực luôn. Hay là nhân cách đây mấy năm có anh Nghĩa ở trường Cây Dương, anh làm cái thùng rác biết nói đó, thực chất cái thùng rác là không có gì hết, một cái vật thể cướp cái thùng rác gia chạm có độ cung báo quan trọng hơn là mọi cái. Nói câu đơn giản vậy. Đối với học trò mà ai nói cảm ơn chúng con nó thích lắm, ông làm vậy ông đi luôn ra tới mày Đà Lạt cho dự thi một cái thùng rác đơn giản, một cái cảm biến đơn giản chưa được 100.000. Còn dự án của anh Nhân là dự án của ai trước đây thì quá dữ dội thì mình không dám phân tích ở đây, đúng không? Những cái đơn giản. Hay là cái mô hình con lội rác đổi quà của đội 16, nó làm ra cái máy với những máy bán hàng tự động thảy ra vô, nó tích điểm trong đã quá, đúng không ạ? Vậy thì thí nghiệm bây giờ bên con người tác động, mình dùng từ thực nghiệm hoặc dùng từ giải pháp nha, còn từ thí nghiệm mình dùng. Ví dụ như nãy mình nói với các bạn nhỏ, mình sẽ có cái giải pháp gì trong 2 tiếng các con không chạm điện thoại, không quan tâm điện thoại là con thành công, đưa được 10.000 điện thoại uống sữa, đúng không? Nếu trong 2 tiếng làm gì với thầy mà tụi bay ném tụi bay mở điện thoại tụi bay nhé chậu hỏi làm gì thì phạt 20.000, chơi không? Rồi chơi còn chút tiền, đúng không? Giải pháp sắp đặt. Có những giải pháp là tác động trực tiếp vào hành động, có những giải pháp là tác động vào tâm lý dẫn cho họ được và nó đều nằm trong thí nghiệm chứng minh hết. Một cái phương pháp thứ ba trong cái nghiên cứu học xã hội hành vi, và phương pháp này sẽ không liên quan đến các học kỹ thuật, đó là nghiên cứu trường hợp điển hình hay còn gọi là case study. Vậy trường hợp điển hình là gì ạ? Trở lại cái vụ án hồi nãy có anh em mình giới thiệu, nghe nói học trò của học không thì anh tích lộ dữ lắm, ông thầy thích nói rằng nào lâu không có gì chứng minh hết, đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy một vài trường hợp có nguy cơ hối lộ. Ví dụ hỏi thì mình chỉ cần một trường hợp tra cứu hồ sơ nghiên cứu và mình tác động. Ê, nói nghe nè, gái nghe học hết năm nay đừng hối lộ nha, thầy mua cho chiếc xe ra để cho con ha, thầy thích con mua, ok, cuối năm không hối lộ được nào. Mình có cần nghiên cứu nhiều không ạ? Có cần nghiên cứu mấy trong sinh lớp 10 không ạ? Không. Những trường hợp đặc biệt nữa hơn nữa là những cái vấn đề nhạy cảm, ví dụ giới tính, tình yêu, dân tộc, tôn giáo, những cái gọi là nhạy cảm thì chúng ta không nghiên cứu theo kiểu bao hàm số mẫu lớn, mà chỉ cần một vài trường hợp quan sát. Cách đây 2 năm có một cái bạn mua một mũi cũng không, bây giờ là luật sư đề xuất nghiên cứu về cái sự tập nhiễm trong cái giới LGBT. Nghe cái từ nó vô cùng hấp dẫn luôn. Nó viết kế hoạch xong, tại 2 đứa đó nó đạt giải quốc gia ở đồng Nai, năm 2016 17 xong về nữa, năm sau lớp 9 nó đề xuất, nó viết kế hoạch xong cái kêu nghỉ để đi lên lo học đến khi lớp 10. Biết sao không? Nó đi hỏi người ta, thấy cái bạn hỏi là bạn có mong muốn gì không? Bạn có mong muốn thay đổi như thế nào? Mình đọc cái thang đo xong đó, mày hỏi mấy con đứa hỏi câu đầu không giọng xin bỏ ra kêu nghỉ luôn rồi. Đúng không? Và không thể nào có giải pháp nào thiện cãi thiện cái vấn đề đó. Chắc là vậy, có những vấn đề nhạy cảm không thể nào đó là nó sớm không nghiên cứu được, chỉ cần âm thầm làm đổi một trường hợp điển hình, và trường hợp điển hình đặc biệt đối với tâm lý hành vi là mình nghiên cứu vừa ít tốn tiền vừa hiệu quả cao trong cái phòng viên được được chưa. Và cái tài liệu này nếu quý thầy cô cần em nữa sẽ chọn nguyên cái chuyên đề này, nghiên cứu trường hợp này để gửi tặng quý thầy cô. Bây giờ em tất cả những dự án các quốc gia đều làm theo trường hợp nghiên cứu điển hình, đặc biệt là liên quan tới tâm lý hành vi. Thì đôi lúc là gì, cái người trong các câu hỏi của mình phải mã quá lại hoàn toàn, chứ không phải không biết họ là ai, chỉ có cái người nhập liệu chứ càng phải quan trọng. Bởi vì trong học xã hội hành vi chúng ta nhớ một điều, đạo đức nghiên cứu rất quan trọng. Mình ví dụ như bây giờ các bạn đi làm nghiên cứu, hỏi các bạn lớp khác người ta dẫn tình thương mến thương cho mình thông tin, đúng không? Mình lấy thông tin đó mình chia sẻ với một bạn ta nói vậy là thấy hay quá tụi bay không theo coi chuyện này cạo vô bấm nhau rồi họ sẽ nói nha. Cái này là cẩn thận về cái đạo đức nghiên cứu, bảo mật thông tin đến phút cuối cùng. Có những trường hợp quý cô biết là khi khảo sát xong rồi bắt đầu cái đội nhập liệu đó nhập xong dữ liệu lên là mình chạy cái mã hóa là tên ABCD hết, chụp hình lưu vào trong Google Drive của mình riêng, rồi là tất cả các tờ khảo sát survey kêu hai đứa nghiên cứu đốt sạch, không lưu trữ trên giấy tờ. Bởi vì trong trường học thì đôi lúc chỗ phòng em nó vô tùm lum tùm la đứa trên công cộng đốt bỏ luôn, có cái bản chụp lưu lại và chỉ của mình lên. Em và hai bạn nghiên cứu đó là biết cái số liệu của đó, cái tờ đó của ai nội dung gì, bảo mật thế vậy. Chứ biết đâu cũng có vấn đề mà những câu hỏi nó liên quan đến cái gì đó là tâm tin nhạy cảm, cầm nó xè đưa cho bạn khác thôi. Nên cái trường hợp nghiên cứu điển hình là vậy, rất quan trọng. Và đối với những vấn đề nhạy cảm thì chúng ta không sử dụng quy mô lớn, được chưa? Hồi nãy mình nói tới phương pháp, giờ mình nói tới kỹ thuật. Vậy phương pháp là cái đầu, bây giờ kỹ thuật vô. Đối với mỗi cái quan sát, khảo sát, thí nghiệm hay trường hợp này mình làm gì thì mình sẽ có kỹ thuật. Rồi, 2 phút lên cơm nha, em còn 7 phút rồi, 1 phút thôi. Quý cô cho em biết trên màn hình là một sản phẩm mà được mọi người dân Việt Nam mình với Đài Loan yêu thích, đó là trà sữa, đúng không ạ? Giờ khảo sát anh thầy cô nào đã từng uống trà sữa rồi cho em một cái tay được không ạ? Đã từng nha. Dạ 1 2 3 4 này, dạ 6 người. Dạ cảm ơn em. Điểm nhanh lắm. Rồi thầy cô cho biết rồi. Bây giờ nếu như có ai thủ mình, ê bữa nay có trà sữa mới nha, thì có thử thức chơi. Thầy cô quan tâm đến điều gì nhất đối với cái ly trà sữa mà thầy cô muốn thưởng thức này? Đối với ly trà sữa mình muốn thưởng thức nha. 4 đứa mình suy nghĩ đi nha. Trà sữa tụi phải có tiền uống nhiều, thầy cô cũng không có tiền không uống nhiều. Đọc mình buôn loe lòng vậy, sữa nhiều hay trà nhiều? Trà sữa trứng, trà sữa muối, trà sữa cà phê, trà sữa hột gà, trà sữa hột vịt gì đó. Có trà sữa mắm tôm rồi nhé. Và mấy cái thằng vlogger hiện nay đang đi điều trị nhập viện cho trà gãy, tại vì uống vô là bị mắm tôm vậy đâu không ạ? Chị quan tâm đến cái điều gì trong ly trà sữa mà chị muốn thưởng thức à? Ăn mà cô bạn ngoài đi luôn. Thực ra thì chị chưa uống trà sữa được nào. Uống đi. Ngon lắm. Chị rồi sẽ màu sắc, hình dáng, nguyên liệu, số lượng, và đó chính là định tính và định lượng, tính chất và lượng hóa số liệu. Vậy nếu mà đừng có đi trà sữa mà đừng bằng cái thùng bê mà nhìn bên ngoài không thấy cái hộp đen đỏ nhà nào trên, quý thầy cô có thưởng thức không ạ? Khùng hay gì, uống vô chết tiền sao, phải không ạ? Nên chúng ta quan sát một vấn đề thì chúng ta sẽ có định tính, tức là quan sát tính chất bên ngoài, hình dáng, màu sắc, mọi thứ nha, và cả những cái mà có thể lượng hóa được. Đây tức là hai kỹ thuật mà đi song hành với nhau trong một nghiên cứu. Rồi sẽ bỏ qua phần này nha. Vậy nghiên cứu định tính và định lượng thì nó cũng giống như trong cái phương pháp mà mình sẽ cụ thể hơn qua cái hành động này. Ví dụ định tính có thể là quan sát phỏng vấn một vài đối tượng số 10. Hay là chúng ta sẽ sử dụng cái nhóm tập trung này. Ngoài ra một cái công việc có thể nêu ra là thu thập dữ liệu thứ cấp. Ở đây nó có hai cái thuật ngữ mà chúng ta dễ cảm là dữ liệu sơ cấp và dữ liệu thứ cấp. Vậy dữ liệu thứ cấp là gì? Là cái của người ta, mình nói đơn giản rồi, mình phân tích tổng hợp phân loại lại, đó gọi là dữ liệu thứ cấp. Còn cái mình đi khảo sát bản hỏi của mình, công thức của mình, hình ảnh của mình, đó là dữ liệu sơ cấp, tức là nguyên bản đầu tiên do mình làm ra thì gọi là dữ liệu sơ cấp. Nên khi những thuyết minh nhé bạn. Đối với nghiên cứu định lượng thì chúng ta chú ý ở ba kỹ thuật. Thứ nhất là quan sát, đúng không? Câu hỏi này mình hỏi mấy bạn nhỏ ở trường này, ê quay bước ra xe 98 cho quay quan sát được gì? Nó trả lời quan sát xem có xe ngược chiều không. Câu trả lời tào lao, xe ngược chiều là đụng mình, thường xe đi cùng chiều nó mới đụng mình thôi, đúng không ạ? Tại vì thường học trò nó qua lộ, nó qua hay lắm, nó qua cái hẹt là nó không đưa tay vậy chẳng hạn, thì ta chạy cùng chiều mình ta lên tốc độ cao hơn ta làm cái gầm, dạ đừng nói mà gắn lại. Quan sát thì có một điều, ví dụ quan sát các bạn nhỏ có chơi điện thoại nhiều không? Những đứa chơi nhiều thường nó chơi cái gì? Game hay mạng xã hội, hay nó đang dùng điện thoại để làm cái gì mờ ám, ví dụ như nghiên cứu cái gì đó, đúng không ạ? Mình sẽ có một điều quan sát cụ thể, khảo sát, mà khảo sát này là mình có hệ thống ạ. Vậy khảo sát nó khác quan sát, nhìn nhận, ghi chép, không tương tác trực tiếp với đối tượng sự vật hiện tượng. Còn khảo sát là mình sẽ làm việc trực tiếp với sự vật hiện tượng đó. Ví dụ những cái hố gác tại khu vực thu gom gác có bốc mùi hay không thì chắc phải lại đó rồi, đúng không ạ? Cân đo đong đếm thử này. Học sinh có tụ tập ở những quán lề đường xung quanh trường học không? Chắc chắn không thể nào ngồi trong trường này để camera quét một vòng xung quanh được, đúng không ạ? Mình phải đảo vào xe rồi hay là thế. Vậy thì đây là những cái kỹ thuật chi tiết để mình làm. Nghe nói rằng lớp 10 nó vô là nó biết yêu rồi nha, sự việc hấp dẫn nha. Giờ phải đi khảo sát coi, ê trai sao con, trái tim con có xung động chưa? Từ từ xung động chứ chưa dùng từ rung nha, phải không? Xung động đó này mấy thầy thấy giải hiểu như vậy nha. Người nào rung động cái tuổi rồi không? Tự chủ tài chính rồi đó, giám chịu trách nhiệm mới rung động, còn mình giờ mới xung động rồi. Gặp ta rồi, gặp các bạn kia cái gì đập bên nước mà xung động. Để đây những cái quan sát, khảo sát này mình sẽ làm thường xuyên liên tục, và trong cái nghiên cứu học xã hội thì không thể nào thiếu hai này. Ngoài ra có giải pháp tác động thử nghiệm, gọi là thí nghiệm chứng minh. Những thầy cô dạy học sinh chắc nghe nói tới cái thí nghiệm bằng pháp lớp về cái mức độ thèm ăn của con chó khi mà thí nghiệm, và làm đi làm lại mấy trăm lần về thì chất lượng rằng có những cái điều kiện là tác động đó. Nhưng mà đối với chúng ta nếu nghiên cứu học xã hội thì không thể nào dùng những cái biện pháp đó, nhưng mà có những cái khác dùng. Muốn biết học trò đó hiện nay nó có kỹ năng xã hội hay không, có kỹ năng nói trước đám đông hay không, thì chắc chắn mình sẽ có những giải pháp như những tổ chức những hoạt động thi, những làm MC, dẫn chương trình hay là viết những cái bài luận xã hội nhân dân, thì chắc chắn mình sẽ tìm ra được những cái số liệu cho đó. Ví dụ có những người học rất giỏi nhưng mà kêu nói vấn đề trước là cà mà, đúng không? Vậy mình làm những nghiên cứu đó, mình sẽ có những cái công cụ hỗ trợ các bạn để làm việc đó nhận được. Hay là trên TV7 cũng có chương trình là tôi nói về trường tôi, là những cái trường nó đấu nhau phản biện một vấn đề, chúng ta thấy học trò nó dữ lắm hay, nhưng mà thực chất cái số liệu đấy chiếm 1% của Việt Nam mình. Ngay cả những bạn mà đội 9 chấm trở lên thì cầm cái tờ giấy lên nói trước đám đông nó dễ thương. Vậy trong nghiên cứu học xã hội hành vi của mình thiết kế làm sao những cái chương trình để mình hỗ trợ về thì các bạn những cái đó. Cuối cùng mình đánh giá đầu tiên đó chính là thí nghiệm, dụ hoặc thực nghiệm, hay mình gọi bên khoa học xã hội là giải pháp tác động. Rồi cuối cùng là mình có kỹ thuật công pháp là thu thập dữ liệu, xong mình làm gì, giống như cục bột nãy, đúng không ạ? Làm bánh được, dán hồ được, đó chính là thu thập dữ liệu. Đó, chắc cho em xin thêm 5 phút nha, khúc này nó hấp dẫn bỏ vào. Tại vì còn cái phần cuối tính là để thảo luận cùng với quý vị cô. Bây giờ mình có câu hỏi nhẹ, random tiếp tục, điều gì xảy ra khi thay đổi các điều kiện? Thứ nhất, nhiệt độ sôi, liều lượng cà phê, thêm hoặc bớt đường hoặc là cho thêm muối vào ly cà phê của mình mà muốn uống, được mà giống như ly trà sữa hay hả? Thí dụ bây giờ nếu mình cho nó sôi thiệt là sôi thì sao nó trở nên dân nghiền cà phê nhau nói như thế này, sao không bột có mình đổ cà phê không? Nước là nước hồi hộp cho tổng cà phê rồi thì em tôi là anh đã giải thích chất lượng của cà phê. Ngồi là hết à, nó đâu có nước nào. Nếu em bỏ sữa nhiều vô thì sao? Bỏ sữa nhiều vô thì em thích uống ngọt hơn, nếu mà độ vừa phải thì bỏ sữa nhiều vô nó cũng làm cái không còn cái vị của cà phê nữa. Có người thích uống ngọt thì phải bỏ thôi. Mày cảm ơn làm nước cà phê. Vậy chúng ta có một cái mẹo, cái người mà thích cà phê đen thì chắc chắn không bao giờ thêm sữa. Có người thích thưởng thức cà phê bằng cái mùi hương nó tỏa ra trên cái miệng ly, thì nếu mà đổ nước sôi hụt hụt vô trong cái cà phê nó bay mất tiêu cái mùi cà phê rồi, nó còn cái mùi nước màu không. Có người thích uống ngọt mà béo thì bỏ sữa vô. Vậy tất cả những cái mình thêm vào nó có biến đổi trong kết quả cuối cùng hay không? Biến đổi hết, đúng chưa? Đó chính là gì? Những cái trong phòng gọi là biến số hay là biến quan sát mình đưa vào để nó ra một kết quả. Rồi cái câu cuối mà em hỏi hai cái nhóm biến mình gọi là biến định tính và biến định lượng này. Vậy thì biến đổi về tính chất là lượng hóa số liệu. Nào, ví dụ nói cái biến định tính tức là những biến này không đo lường được theo cái công cụ bình thường. Ví dụ là gì? Giới tính. Mình nhập hàng vô trong máy đó, mốt là nhập hàng đầu năm cho học sinh nè, Nguyễn Văn A, nam hoặc nữ, hoặc là mình hay bảo quá 01, đúng không? Rồi bây giờ sở thích nè, hỏi quý vị cô có thích uống trà sữa không? Có người thì bình thường, có người trời rất thích nha, mê luôn nha. Vậy thì những cái miếng đó mình không được quá số liệu được thì gọi là biến định tính, được mà. Cái trạng thái màu sắc vô tích đỏ xanh tím vàng mỗi một trạng thái khác nhau, và trạng thái đó mình không được quá được thì gọi là biến định tính. Ngược lại, biến định lượng là những cái sẽ nhận một cái giá trị nguyên. Thí dụ 7 giờ trong đánh là học tiết 1, không thể nào học tiết 2 được. Thời tiết hiện nay trong phòng máy lạnh 26 độ, bước ra ngoài 35 độ, đó là những con số nguyên. Mình sẽ lượng quá được ngay và không có giá trị mà quy đổi khác để ra. Và trong nghiên cứu thì hai biến này nó đi song song nhau, dù là định tính hay là lượng thì nó đều hỗ trợ cho nhau cho kết quả. Và trong cái phần giáo trình gửi tặng thì cô có viết rất kỹ cái việc mà thực hiện mã hóa giữa hai biến. Ngoài ra chúng ta chú ý đến một cái công cụ mà mình gọi cái khái niệm rất cơ bản, đó là quần thể và mẫu. Đây à, hãy có một ví dụ. Ai cũng biết địa đạo Việt Nam mình là chùm, đây là địa đạo Củ Chi, đúng không ạ? Một bộ phim tài liệu của Mỹ nó qua nó thực hiện, nó nói tại sao mà Mỹ, bộ đội Mỹ, quân Mỹ mà bước vô đây là chết, còn thôi là tàn đạn chứ không bao giờ mà làm bước ra khỏi cái hố đó chứ. Người ta đặt câu hỏi là bây giờ cái ma trận của cái khu địa đạo này được người ta thiết kế là ông giáo sư nào mà làm gì đâu ghê quá vậy, mấy ông bộ đội mạnh nào thấy đào đào sao sống được là được, là chiến tranh mà đâu cần đẹp gì đâu đó, chỗ nào có nước chỗ nào không khí được đào nào có kệ vậy. Cái ông lính Mỹ ông chui xuống đây à, ông tính là ông ngon này đúng không, ông được cái mục tiêu là ông tiêu diệt bộ đội mà, nhưng mà đâu có ngàn đây chứ là gì, chỉ vô một cái đối tượng cho cái quần thể thôi, tất cả các hẻm hóc đường mương trong này ông chỉ vô đây rồi ông ngồi đi ra nhưng vô ba trận em biết được không, và ông chỉ làm vô được một cái mẫu như này. Bữa sau cái ông đi thương rồi đó khác vô chui vô đầu này nữa, nó chỉ là mẫu thôi nha, và nó nằm trong một cái quần thể. Hay đây bây giờ lấy cái thành bên trái nè, đây là euro của cách đây 4 năm gì đó, tổ chức ở châu Âu nè, tự nhiên cái không có ông Việt Nam mà đá giải này chứ, tàu lao ông xế treo cái hình lá cờ Việt Nam sao mà tiếc luôn á. Cuối cùng lá cờ này trở lên xúc động trong rất nhiều người yêu bóng đá, tự nhiên cái sân khấu của ta nhào vô có lá cờ Việt Nam mình nổi bật bằng phố luôn mà thiệt. Không biết Việt Nam có từng theo TikTok mà hiện nay nó đang làm phần cho mấy nhà không? Cả phần sao cả. Tự nhiên vô cái mấy ông phóng viên ông cũng nói cái quán đời heo gì vậy, chuyện quái gì đang diễn ra, cái hình đăng lên mấy báo châu Âu. Cuối cùng họ có định người Việt Nam yêu cờ tổ quốc vô cùng mà thật sự vậy, đúng không ạ? Nhưng mà họ đâu biết sâu xa đó là những cái khác, mà cờ này không phải là cờ của mình, là hồn dân tộc trong đó. Mà thật sự ở Việt Nam mà mình quấn cái lá cờ lên là không biết đứng hay nằm, thấy là đẹp rồi đó, được chưa? Nên cái quần thể cái mẫu mình thấy thì mấy chục ngàn con ta chỉ quan tâm tới lá cờ màu đỏ sao vàng của mình thôi. Đấy, trong cái mẫu mình đưa ra rồi cái quần thể cung mẫu, mẫu hay phần tử. Quý vị xem xong cái tài liệu nha, cái phần này viết nó hơi phức tạp nên có thể thời gian không đủ, em chỉ một cái ví dụ nhỏ ở đây thôi để về 4 khái niệm cho mình dạy năm. Thứ nhất, cái quần thể là cái to lớn hàm chứa tất cả sự vận hiện tượng mình quan sát được. Rồi mình chọn ra một cái khung trong cái quần thể đó. Ví dụ học sinh trường của mình 1.300 người, nhưng bây giờ mình chỉ cần nghiên cứu là bao nhiêu bạn yêu thích môn khoa học xã hội, bao nhiêu bạn yêu thích môn học tự nhiên, mình sẽ lấy ra cho mỗi lớp như vậy khoảng chừng 5% là được. Đó là cái khung mà mình cần nghiên cứu, và trong cái khung đó thì mình sẽ đề là thu gọn lại nữa, chỉ còn khoảng 5% trong cái số mà mình nghiên cứu được thì gọi là cái mẫu nghiên cứu. Vậy cái mẫu mình 1.300 người giảm xuống tới cái khung còn khoảng 130, và xuống tới phần tử thì mình chỉ cần lấy 13 đối tượng học sinh trong trường mình nghiên cứu xem các con có yêu thích khoa học xã hội hay là yêu thích học tự nhiên hay không được. Đây chính là cái trình tự để mình thu hẹp, để làm sao số liệu mình đủ đại diện cho cái nghiên cứu nhưng vừa với khả năng, chứ nhiều quá là làm được. Còn về hình thức chọn mẫu, công thức tính mẫu như thế nào đó thì quý vị cô xem thêm trong tài liệu. Ở đây nói thêm một chút nữa về cái phân tích dữ liệu. Ví dụ đây là cái bài tập mà tất cả học sinh khi vào đội nghiên cứu học ở trường nó đều phải làm. So sánh mức độ học lực của các bạn học sinh khác nhau đều đạt điểm trung bình là 8 hết nha. Thấy không? Các bạn tổng kết lại sau quá trình tranh giá đều là 8 điểm. Nhưng mà qua bài toán này chúng ta sẽ chứng minh được là gì? 4 bạn này mức độ học có bằng nhau hay không, giỏi ngang nhau hay có sự chênh lệch về học lực. Như vậy nếu mình nhìn vào con số tổng này thì mình có thể kết luận ngay được không ạ? Kết luận ngay là 4 bạn này sao ạ? Học ngang nhau, đúng không? Nhưng nếu phân tích cái phần tử nhỏ của từng đối tượng thì chúng ta thấy cái ông Trần Minh C này, ông thi kiểm tra là 6 là ông mới đạt 8 chấm, được không? Trong khi ông Nguyễn Văn A và Bầu Huỳnh Cẩm D chỉ cần 4 lần kiểm tra không đã đạt được chỉ số là 8 chấm. Vậy nếu mình nhìn vào các bảng số liệu này chắc chắn mình có một cái khám phá là không thể nào 4 bạn này giống nhau. Và để chứng minh điều đó thì phải đưa vào thực toán phân tích bằng cách là gì? Lấy điểm số từ phần tử trừ cho trung bình mà sau đó mình chia cho bình phương, mình sẽ ra được cái độ lợi chuẩn của cái dãy số. Và những con số khi mình phân tích ra phải là những con số biết nhảy múa, biết nói, chứ không phải là những con số 8.0 cơ bản được mình kết luận được. Em lấy ví dụ nghiên cứu 1.000 học sinh trường Trung học phổ thông Vị Thanh xem mức độ học như thế nào, không thể nào dựa vào khá, tốt, đạt, chưa đạt được theo quy trình, mà mình phải phân tích từng bộ môn, từng số liệu cụ thể và đưa ra số, chắc chắn có sự lệch. Đây, đây là phổ điểm của 2 năm học ở kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia về nghiên cứu, đó là năm 2021 và 2022 ở khối C01 gì đó. Vậy thì khi mình đưa ra số liệu rồi mình diễn dịch cái sơ đồ biểu đồ này, đúng không ạ? Sẽ có cái sự khác biệt. Tuy nhiên nếu mà dùng cái biểu đồ thống kê này nó không nên nói, nó chỉ ra những con số chết thôi. Vậy trong nguyên nhân suy giảm của cái điểm số khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm, những yếu tố này tác động, chúng ta sẽ đưa vào phân tích thì những con số này nó sẽ cộng gộp cộng dồn để chia ra như thế nào nó cho mình mức độ khác biệt của từng năm hay là từng môn học. Còn thực chất bộ dục nó làm nó chỉ lớp bao nhiêu phần trăm đạt điểm mấy trở lên, chứ nó chưa cho ra những phút sai cụ thể. Vậy khi phân tích dữ liệu thì mình trả lời cho 4 câu hỏi như điều gì sẽ xảy ra đối với cái kết quả nghiên cứu, hoặc là giải thích cái nguyên nhân tại sao điều đó xảy ra dựa trên dữ liệu nghiên cứu. Rồi những câu hỏi đó mình sẽ trả lời cho đâu sẽ xảy ra điều gì tiếp theo bằng cách là mình phân tích dự đoán, hay cuối cùng là mình đề xuất mình sẽ làm gì với những sai số đó. Điều này sẽ cho phép mình có những cái góc nhìn tổng thể dựa trên những số liệu mình thu thập được. Và trong cái kỹ thuật phân tích dữ liệu thì cái này không biết là em có đưa vào chương trình không, bởi chương trình viết hơi lâu rồi thì bây giờ mới có làm lại để quý vị cô có thể thấy được tùy cái nội dung mục tiêu nghiên cứu mà mình có cái cách phân tích dữ liệu khác nhau, chứ không có cách nào giống cách nào hết. Ví dụ mình muốn biết về vấn đề mà học sinh có nghiện Facebook không thì mình có thể sử dụng phương pháp toán học và thống kê mô tả số lượng học sinh sử dụng điện thoại quá 5 giờ trên ngày, số lượng học sinh truy cập vào những cái trang không phải phục vụ cho tìm kiếm tài liệu học tập. Tất cả đều nằm trong những cái giá trị trung bình, độ lớn, số lượng hay tỷ lệ phần trăm, thì nó chính là phân tích dữ liệu theo thống kê mô tả. Cái thứ hai là mình sẽ tìm cái sự khác biệt giữa các cái nhóm mẫu như thế nào. Ví dụ học sinh 12 vấn đề tự học cao hơn học sinh lớp 10. Vậy đây là hai nhóm mẫu khác nhau, còn so sánh cùng một vấn đề để xem có giống nhau hay không. Vậy thì mình sẽ tìm được cái độ lệch chuẩn chung của hai nhóm mẫu so với giá trị của mình, hay tính luôn cái phương sai độ lệch của từng nhóm để so sánh với nhau. Ngoài ra có thể là so sánh mức độ tương quan của từng nhóm mẫu đối với chủ đề nghiên cứu. Ngoài ra một trong trong những công cụ quan trọng mà quý thầy cô chắc chắn sẽ đụng chạm nhiều, đó là cái kiểm định, cái giả thuyết. Ví dụ học sinh phổ thông có mong muốn học lên đại học hay không sau khi kết thúc 12? Ví dụ em đặt câu hỏi này trong sinh lớp 9 nhiều lắm, thì bây giờ mình chứng minh xem mong muốn có hay không, thì không sử dụng được những công cụ kia mà có thể là Student, Adobe hoặc là MTech. Nếu nhóm mẫu trên 1000 thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ khác nhau. Ngoài ra có thể mình sử dụng cái kỹ thuật tính dữ liệu trong xây dựng các thang câu. Đầu năm ở trường Ngoại Diệu luôn có một cái câu hỏi rất quan trọng mà đưa lên diễn đàn: các bạn có vui không khi đến trường trung học Ngoại Diệu giờ rồi không? A. Có. B. Không. C. Nói gì thì nói, không nói thôi. Câu hỏi đó vậy đặt câu hỏi các bạn có mong muốn vào trường trung học Vị Thanh hay không? Thì không thể nào mình hỏi câu đó được, nó có nó không một hồi mình không biết đứa nào không đứa nào có, đúng không? Vậy muốn vào trường trung học phổ thông Vị Thanh thì các bạn thích những cái điều kiện nào? Mình sẽ đưa ra một đoạn ABC: trường đẹp nè, có phòng ốc khang trang nè, thầy cô thân thiện nè, rất nhiều thứ. Và nhiều khi là mấy hai cái kiến thức công chết dần, và lúc đó là mình sẽ tạo ra cái bộ dữ liệu tiêu chuẩn về trường mình. Các con nó mong muốn nó vào trường mình thì chắc chắn nó sẽ dính vô đó, đúng không ạ? Đấy, vậy thì có thể xây dựng thang đo cách là mình tính lên rất là cao hoặc là tính độ giá trị. Ngoài ra có một cái thuật toán mà chắc chắn những em mà cả phường 1, 12 mà tốt xuất sắc ghê rồi có thể chạm đến cái đỉnh cao của cái đề tài mình, đó là phân tích cái nhân tố khám phá. Vậy ví dụ đặt câu hỏi áp lực lớn nhất của học sinh 12 là gì? Ví dụ mình vấn đề nghiên cứu, vậy thì các nhân tố nó tác động vào thứ nhất là gì? Áp lực từ gia đình phải đậu lớp 12 đó hả? Áp lực thứ hai cố gắng đậu để đi học đại học thì có cái việc làm sau này bớt cực khổ. Áp lực thứ ba, áp lực thứ tư. Vậy mình sẽ lấy tất cả những cái nguyên nhân đó dẫn đến áp lực học sinh đó, mình phân tích xem nguyên nhân nào tác động nhiều nhất đến tâm lý của học sinh 12, thì đó chính là phân tích theo kiểu nhân tố khám phá. Đây, biết rằng trong thời lượng mới có 2 tiếng rưỡi thì không thể nào chia sẻ hết với thầy cô những cái kinh nghiệm trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên sự bổ sung của các giáo trình thầy cô có thể tham khảo thêm, và chắc chắn một điều là trong quá trình mà quý cô có làm việc hay hướng dẫn học sinh thì cần trao đổi, đặc biệt là khoa học xã hội học viên thì hãy trao đổi tiếp nhau. Ở đây em nói thêm một nội dung nữa khoảng 10 phút và sau đó chúng ta dành 30 phút để cùng thảo luận với cô xem có những khó khăn gì hoặc là những tranh cãi gì mà cần chia sẻ. Này dành riêng cho quý thầy cô hướng dẫn các em học sinh dự thi cũng như là lãnh đạo nhà trường, đó là việc quản lý một cái dự án khoa học cho nhà trường khó hay không. Thì thực sự là mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đúng không? Có thể là ví dụ mình có ý tưởng cùng với trò làm rồi đề xuất lên mà nhà trường đang lúc đó là gì? Kẹt về cái kinh phí hoặc là cái thời gian mà lúc lo là báo cáo khùng luôn, bây giờ thẩm định thêm cái dự án đó nữa là tốn thêm tiền nữa, thì nhà trường bỏ qua cái lúc đó chúng ta sẽ rất là buồn. Vậy cái việc quản lý hướng dẫn một cái dự án của học sinh hay là cả chính chúng ta làm thì sẽ có một cái bộ câu hỏi để mình kiểm tra xem nó tính khả thi nào. Ví dụ học sinh mà đề xuất dự án lên cho chúng ta thì chắc chắn một điều mình phải hỏi câu là gì? Khả thi không? Làm được không? Tốn tiền không? Bao nhiêu thời gian? Có ai hỗ trợ không? Có cần đi đến những cái địa điểm nào liên hệ để nghiên cứu không? Thí dụ tụi nó trả lời dạ tụi con muốn lên đại học Cần Thơ 10 chiếc nhờ nhà trường hỗ trợ tìm xe là cái gì là đúng rồi, đúng không ạ? Không thể nào làm được. Lượng kinh phí mà tổ chức chi phí vậy không thể nào. Và bản kế hoạch của học sinh nếu mà đề xuất lên trường các bạn hiện khoảng trả lời thấu đáo một số câu hỏi, và câu hỏi là do kinh nghiệm quay làm. Ví dụ ở đây có về cái thời gian, địa điểm, đặc biệt là cái chi phí để thực hiện nghiên cứu khoảng bao nhiêu, các bạn phải làm một dự toán sơ bộ. Ví dụ mình nói đơn giản là một cái tờ giấy in chỉ có 250 đồng, đúng không ạ? Một số tiền rất rẻ, nhưng một cái bản hỏi của mình nhiều khi 8 tờ như vậy thì nó ra là bao nhiêu rồi? Ngàn mấy, 2.000 đồng rồi. Mà 100 đứa như vậy thì ra 200 mấy ngàn, mà phải hỏi 2 lần đến 3 lần nó ra cả 1.000 đồng tiền giấy. Vậy tiền đâu ra, đúng không ạ? Một phần là của phụ huynh cho, một phần là tụi nó để dành, nhưng thực chất đa số nghiên cứu là tiền trường hỗ trợ, chứ phụ huynh tiền đâu có nhiều mà hỗ trợ cho mình. Ở Hoàng Diệu các dự án được chọn thì tụi nó chỉ dành cái mạng sống để làm thôi, tất cả chi phí là trường chịu hết. Còn các trường phổ thông thì nhiều khi các con nó có những cái kế hoạch có thể nó hỗ trợ cho mình, nhưng thực chất là nếu không có sự hỗ trợ chi phí của trường là thua. Đặc biệt khó nhất khi mà hướng dẫn một dự án, dù là phòng tự nhiên, phòng kỹ thuật hay là phòng sòi là tiền, đúng không ạ? Chưa nói tới cái vụ mà trường Hoàng Diệu mà còn nợ em với ngoài chỗ một đứa em hiện đang học 7 triệu bạc. Tại quý cô biết sao, bỏ tiền túi mua đồ thiết bị, cuối cùng giờ không lấy được quanh đỏ không lấy quanh đỏ trường Đấu Thanh hiện nay số nợ 7 triệu tính lợi tới giờ đây được chục rồi đó, không biết chừng nào trường trả nữa. Hay là đi luôn rồi không lấy được quá đâu, tại vì mua đồ mà sang hàng giảm giá ghi ship quá đơn đỏ không có khó. Nhưng mà qua thời điểm ví dụ như 6 tháng 12 tháng mà bên tài chính đó qua giai đoạn mà nó chịu anh cho mình là mình khùng lắm, đúng không ạ? Nên những cái này là nếu mình làm những cái tiền là phải nói các con tính toán kỹ, khó phát sinh ngoài cái hoạt động bên kiến cách là cho thầy cô và hết kiến cách mà sinh trường mình đó, mình phải nói rõ như vậy. Đặc biệt có một cái tôi lưu ý, cái này là hiệu ứng từ phía xã hội. Em ở trường em bị giữ nhiều luôn này, ta đang dạy em đang lúc gấp rồi chạy là cho em xin 10 phút đi, em thảo luận với lính em cái bây giờ nó tự nhiên nó đẩy ra cái chỗ đó cần góp ý mà không nói cái nó quên. Có nhiều chị rất là dễ thương nói câu hai thầy trò này đi du đi, tức là đuổi hết tiếp đó là nhiều khi phải mua cà phê vô mời uống dụ dỗ năn nỉ, nhưng mà đối lúc nó phát sinh nó suy nghĩ trong đầu rồi là không nói gì cũng quên. Nên cái việc mà ảnh hưởng đến cái việc học trong quá trình nghiên cứu là cái này giáo viên hướng dẫn mình thật sự kỹ, nhiều khi sợ cái sự phản ứng từ phụ huynh. Nhiều khi con mình làm quá mà không biết làm cái gì không nhỉ, mà lúc đó thì cuối cùng mình làm có được gì đâu, nếu là hỗ trợ con, nhưng mà đôi lúc tiếng thường này nên cẩn thận, và các con phải cam kết là gì? Cố gắng sắp xếp tối đa để không ảnh hưởng đến việc học hay là sinh hoạt khác, đúng không? Và cuối cùng em xin chia sẻ một cái kinh nghiệm nhỏ trong quá trình mà hỗ trợ các cái đội ở trường. Để trước khi mình thảo luận có 5 cái kinh nghiệm mà em đúc kết được trong 13 năm làm nghiên cứu đến hiện nay, tính từ năm 2011. Để em làm qua hết từ tinh học trẻ, sáng tạo thanh thiếu nhi, ứng dụng kiến thức chuyên môn, nghiên cứu khoa học, thì tất cả các đội ở trường đều có giải quốc gia. Hiện nay riêng bản thân đội em đã có 7 giải quốc gia của các hội thi. Thì có một cái mà đúc kết được, muốn học sinh làm tốt một dự án nghiên cứu và đỡ tốn sức nhất của thầy cô hướng dẫn chính là cái các con nắm được cái quy trình nghiên cứu khoa học. Mà nếu như bên bộ môn khoa học xã hội mình thì càng phải dạy về cái phương pháp nghiên cứu, không cần nhiều đâu, chỉ cần có thể 8-10 buổi là con nắm sơ bộ tất cả mọi thứ, rồi quá trình đó bắt đầu mình vừa làm mình vừa điều chỉnh mình cải thiện. Còn nếu như chúng ta ập vô năm nay hai thầy cô hay trò mình làm nghiên cứu khoa học, các con nó chưa hiểu nghiên cứu học là gì, nó chưa hiểu các cặp ý tưởng là gì, chưa hiểu được xác định mục tiêu ra sao, chưa hiểu được cái phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu khác nhau thế nào, thì chúng ta những người hướng dẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đôi lúc là gì, chúng ta can thiệp thô bạo vô cái nghiên cứu các bạn nhỏ, có thể là 70% kết quả trong đó, cái lý luận trong đó chúng ta sẽ thay đổi, và tự bản thân mình sẽ cần thôi, không hay cần cho mình, đúng không ạ? Cái thứ hai, nếu được cố gắng tin học trò mọi ý tưởng của các bạn, vì ý tưởng do chính các bạn đề xuất chắc chắn các bạn đã nghiên cứu cơ bản tổng quan về vấn đề đó rồi, mình không cần phải hỗ trợ thêm về tài liệu, về luận cứ, thì mình sẽ nhẹ nhàng lắm. Chủ yếu tập trung để hỗ trợ cái con đường đi để ra được cái kết quả đó. Cái thứ ba, giống như nãy em có đổi với chỗ mấy anh nghĩ ra nào là cái tên dự án có cần phải làm ngay từ đầu hay là đầu quy trình ngược. Thì đúng là hiện nay chúng ta thường là gì, làm ra kết quả rồi chúng ta sẽ đặt tên dự án nó sẽ nhẹ hơn, nhưng mà nếu được thì cố gắng theo cái trình tự thực hiện luôn cái tên dự án này từ đầu để đi, đó cũng chính là cái mục tiêu để mình đi đến các hoạt động thì nó sẽ nhẹ nhàng và có điều chỉnh hơn. Còn nếu không, chúng ta có thể làm lại quy trình ngược, tức là làm ra kết quả rồi đặt tên dự án cho nó chặn cũng được, không sao hết. Đặc biệt là chỗ cái bản kế hoạch nghiên cứu trong cái tài liệu từ trang 89 cho tới trang 120 mấy đó, là có các cái biểu mẫu nghiên cứu, thì quý cô lưu ý rằng trong đó nghiên cứu của hội thi khoa học kỹ thuật người ta không chấm nhiều ở cái bản báo cáo 15 trang. Quý cô lưu ý rằng bên khoa học kỹ thuật thì người ta tập trung vào bản báo cáo kết quả, bởi vì sao, nó có sản phẩm. Còn riêng bên khoa học xã hội người ta tập trung nhiều ở cái bản kế hoạch 4 trang giấy, là cái bản 1A hay 1B gì đó, hay là cái mẫu số mấy đó, cái kế hoạch nghiên cứu đó. Trong đó cái phần câu hỏi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, dự đoán kết quả và tài liệu hỗ trợ là phải viết thật kỹ càng, được không? Trong đó một số người sẽ bỏ qua phần là tài liệu tham khảo, trong khi tài liệu tham khảo là cái lượng cứ quan trọng nhất để mình nghiên cứu, thì càng phải tập trung mình viết cho kỹ cho nó. Và trong tất cả biểu mẫu, ngay cả các trình tự viết tài liệu tham khảo nào hay chữ APA hay là cái chữ khác thì em đã có hướng dẫn trong cái tài liệu nhà quý cô đọc. Cuối cùng cũng mong muốn là qua lại tại việc với em viên lớn lắm trong câu bộ của tỉnh, chúng ta thấy rằng cái khát khao của Hậu Giang mình, đúng không ạ, để đấu để ngang tầm với các tỉnh khác và những cái hội thi khác, mình làm rất tặng nhiều tinh hồn trẻ. Ở đây là Nhân Ái rồi còn hàng hiệu của tỉnh mình. Tuy nhiên bên khoa học kỹ thuật thì thấy gì cho mình chẳng còn yếu. Hiện nay mạnh nhất trong cái đồng bằng của mình là An Giang. An Giang là mạnh nhất. Rồi sau đó là tới nào Sóc Trăng. Còn thành phố Cần Thơ nó cũng như mình thôi, nó cũng đỡ mới bước từ từ nó làm, chứ thực sự mình năm nào cũng có giải quốc gia, nhưng mà cái giải cao thì hiện nay mình chỉ mới có một giải nhất của Chi, 2 giải 3 là của Hoàng Diệu và của Trung Nam, ngoài ra là giải khuyến khích gì. Nên chỗ tỉnh đặc biệt là câu bộ chỗ Ninh Hòa cũng lập ra cùng Vĩnh Long, mong muốn là mình phát huy trong đó. Niềm tin lớn nhất em dẫn dành cho cái trường của em, cái trường không đâu là trường này trường chưa hỏi một. Thì rất cảm ơn các anh chị, các thầy cô, bạn nhỏ. Ông dạ cảm ơn chỗ Má Hồng cho cơ hội chia sẻ. Các anh chị, bây giờ là thời gian còn lại mình còn 25 phút. Có thể là cái phần thảo luận các anh chị có trăn trở gì, đặc biệt là những người mà chưa có làm hướng dẫn cho các bạn nhỏ đó, thì có những cái trăn trở gì mình chia sẻ thì chia sẻ nhau. Nhưng mà có một lời hứa là gì, các anh chị làm thì nếu về kinh tế cái này là em chắc chắn sẽ hỗ trợ, bởi đây là cái niềm đam mê. Bây giờ biết đâu có chính nó cái con Hồng Diệu cũ lên đây nữa thấy trách nhiệm nữa, có thể mình giải lao ha, mình trao đổi đúng không? Thì có vậy đây có chỗ Hoa Hồng ghi lại sẵn đây, mình nói luôn nó lớn cái má nghe. Rồi các chị ạ.